À, mình xin chào tất cả anh em cùng đam mê nhá. Thì mọi người ạ, mấy hôm vừa rồi vì công việc quá khá là bận cho nên hôm nay mình mới lên video cho anh em xem được. Thì đây là chiếc lồng và cái cóc treo của chú chim trà mào. Thì đây chia sẻ với anh em, đây chính là mồi S4 của mình. Thì chia sẻ với mọi người là nó đang trong thời kỳ thay lồng. Chính vì vậy mà đợt vừa rồi có rất nhiều các bạn hỏi về cái cách nuôi thay lồng cho những chú chim mồi yêu quý của mình ấy. Thì hôm nay tiện thể đây mình sẽ chia sẻ lên cho anh em cùng xem nhé. Thì trước mắt đây là cái cách này, mình treo lồng này. Đấy, một cái góc treo khá là yên tĩnh. Đấy, thì áo lồng thì mình để như này, chỉ đủ ánh sáng cho chim nhìn thấy thức ăn và nước uống thôi. Thì bây giờ mình sẽ hạ xuống, sau 5 ngày mình ủ thay lồng nó như thế nào anh em nhé. À, còn đây là con bạch lem non của mình. Thì mình muốn để chung phòng với con S4, bởi vì là mình muốn con này nó học theo giọng con mồi của mình anh em nhé. Nhưng mà từ hôm sau trở đi mình sẽ phải tách con này ra, bởi vì con để cho con mồi S4 của mình nó tập trung chút lông anh em nhé. Đây bây giờ mình thả ra một lúc cho nó thái độ với con mồi một chút, thì hôm sau mình sẽ để riêng anh em nhé. Đây là trong nhà thì mình thả được thôi, còn con này ở ngoài mình chưa dám thả ra ngoài anh em ạ. Ra đây cưng. Và mọi người ạ, thì đây là cái thành quả của quá trình sau 5 ngày mình ủ cho chú chim trà mào mồi S4 này của mình thay lông này. Mặc dù là vẫn còn khá là căng anh em ạ, nhưng mà chim này nó gọi là đang vào cái bắt đầu thời kỳ thay lông thôi. Thì đây mình sẽ quay cho anh em xem nhá, cái lượng lông của nó này. Bao giờ mọi người nhìn thấy nó rụng lông như thế này, tức là con chim của các bạn nó đã đang trong quá trình thay lông nhá anh em nhá. Thì mọi người phải chăm sóc cho nó tốt thì nó mới có bộ lông đẹp được. Đây anh em ơi, đấy anh em nhìn thấy này, lông cánh một ít này, lông đuôi một ít và lông tơ một ít. Đấy, thì đây là nó đang báo thay lông thôi, mình sẽ chăm sóc cho nó, sau đó thì nó sẽ có một bộ lông mới nha mọi người nhá. Thì chia sẻ với mọi người là thông thường những chú chim mọi người nuôi trong lồng ấy và ở ngoài tự nhiên cũng vậy, nó một năm nó sẽ thay lồng một lần mọi người nhá, để nó chút cái bộ lông cũ và có một bộ lông mới, nó sẽ khỏe mạnh và nó sẽ bay nhảy linh hoạt hơn anh em nhá. Thì thông thường chim nó thay lông vào khoảng đầu trước mùa mưa anh em ạ, và đến đầu mùa đông là nó phải thay xong rồi. Đấy, mùa mưa là nó thường nó xảy ra từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch. Thế nhưng mà trong quá trình nuôi thì đương nhiên sẽ có những anh em nuôi nó không ổn định thì nó sẽ thay lông thất thường. Những chú chim đó thì nó sẽ chơi rất phập phù mọi người nhá. À, anh em ạ, thì để nhận biết được những cái chú chim của mình nó đã chuẩn bị đến cái chu kỳ thay lông hay chưa thì mọi người chú ý quan sát. Thấy bộ lông như anh em nhìn đây này, con mồi của mình này, lông nó bắt đầu sơ xác này. Điểm có một hai sợi nó đã bị rụng và mọc lại này, thì đó là những cái dấu hiệu đầu tiên để các bạn biết được là chú chim của mình nó đã đến thời kỳ thay lông hay chưa. Thì cái việc chăm sóc những cái chú chim trong cái quá trình thay lông để nó thay một cách nó ổn định và suôn sẻ nhất ấy, thì mọi người lưu ý này, rất là nhiều anh em đã chia sẻ lên rồi, thì nhưng mà mình hôm nay mình cũng để chia sẻ cái cách của mình để cho anh em có thể mới chơi có thể xem tham khảo, và đặc biệt là những cái bác nào mà có kinh nghiệm rồi ấy, thì cũng có thể góp ý để cho cái phong trào của anh em nó mạnh lên và mọi người chăm sóc những cái chú chim yêu quý của mình một cách tốt nhất có thể anh em nhé. Thì chia sẻ với mọi người là có hai cái lưu ý trong quá trình thay lông, đó là vấn đề về chỗ treo, nơi tức là cái nơi nghỉ và cái nơi chú chim nó sẽ ở suốt trong cái quá trình chim thay lông đấy anh em nhé. Và cái vấn đề thứ hai là vấn đề về thức ăn. Bây giờ mình sẽ nói vấn đề đầu tiên về vấn đề chỗ treo. Thì mọi người nên chọn những cái điểm treo nó yên tĩnh, tránh va chạm, tiếng ồn, và đặc biệt là những cái con vật ví dụ chuột hoặc mèo nó làm cho ảnh hưởng, con chim nó sẽ hoảng và nó sẽ mất tập trung, nó như kiểu nó bị stress ấy, thì nó sẽ thay lông rất là thất thường anh em nhé. Đấy là cái vấn đề về chỗ treo.
À, vấn đề tiếp theo anh em ạ, tức là vấn đề về thức ăn. Thì chim chào mào như mọi người biết rồi ấy, nó chủ yếu nó ăn trái cây này. Và cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa đó là vấn đạn. Đó anh em ạ, đạn thì mình đây, mình sẽ dùng hàng ngày. Trong quá trình thay lông thì mình sẽ dùng 5 con dế và 5 con cào cào. Thì châu cào cào này ấy, thì quê mình cũng gọi là châu chấu đấy anh em ạ. Những cái thời điểm này thì nó cái loại cào cào cốm nó hết rồi thì mình cố gắng mình mỗi ngày mình bắt cho nó khoảng 4 5 con này. Thì các bạn bỏ cánh đi và đánh, các bạn dập nó đi thì chim này nó vẫn ăn bình thường nhá anh em nhá. Thì đây là cái nguồn đạm tươi nó cực kỳ là quan trọng trong quá trình những chú chim của các bạn nó trút lông, nó cần rất là nhiều đạm dinh dưỡng. Thì cái vấn đề về cám ấy thì anh em ạ, anh em cám thì cũng nhiều các bạn thắc mắc về cái quá trình mà chim thay lông thì dùng những cám gì. Thì bây giờ mọi anh em các bác đã đi trước đã nghiên cứu được rất là nhiều những cái loại cám nó phù hợp với từng thời kỳ của chú chim rồi. Thì mọi người cứ lên trong quá trình thay lông thì mọi người cứ chăm sóc cám, nó là cái cám số 1 thôi hoặc cái cám chuyên về dùng thay lông anh em nhé. Đó, ở đây còn đây là trái cây này anh em này. Thì đây là hai cái trái cây để mình bao nhiêu năm nay rồi mình dùng, mình chăm sóc những chú chim của mình trong quá trình thay lông. Đấy, trưa nay mình vừa đi một vòng thì mình lại hái nó một tuần này. Đây đó là cây phèn trắng này và cây phèn đen, nhưng mà cái mùa này phèn nó không được mập lắm anh em ạ. Cái phèn này cũng cực kỳ là tốt này, phèn đen này anh em này, nhưng mà trong cái cây phèn trắng này nó nhiều nước thì mình nghĩ là nó thích hợp hơn so cho những cái chú chim đang trong thời kỳ thay lông anh em ạ. Bởi vì mình may mắn mình được ở gần với môi trường của nhiều chim chào mào nên mình có thời gian mình quan sát. Những cái mùa này chim chào mào nó rất thích ăn những cái cây này anh em nhá. Đấy, ngoài ra thì những cái quả cây xanh này ở tự nhiên thì tất nhiên là nó sẽ gặp trái cây nào nó ăn trái cây đấy. Thế nhưng mà đại đa số những cái trái cây này ở cái mùa này là nó ăn cái này mạnh này anh em nhỉ. Đó, đó là vấn đề về về những cái trái cây thông dụng ở ngoài tự nhiên. Thì ngoài ra trong những cái quá trình anh em nuôi ở môi trường lồng anh em mọi người ạ, thì những cái trái cây phổ biến nhất để mọi người nuôi và dễ kiếm đó là những cái trái cây nào mà các bạn nhìn thấy nó cảm thấy nó có nhiều nước và màu sắc, ví dụ như đu đủ này, cam này, thanh long ruột đỏ này, đấy, chuối này, đấy, vân vân. Thế nhưng mà đấy là những cái trái cây các bạn dễ kiếm, thì mỗi ngày các bạn cho nó ăn một miếng nhỏ, sau đó thì cứ 1-2 ngày các bạn lại đổi cái trái cây khác nhau thì nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cho những cái chú chim đó nó hấp thụ được dưỡng chất để nó nuôi lông anh em nhé. Bởi vì là cái bộ lông là cái cực kỳ quan trọng cho sau này chú chim đó, cái năm vụ sau con chim đó có chơi tốt, phát huy được hết cái khả năng của nó hay không anh em nhé. Thì đó là những cái chia sẻ nho nhỏ để mọi người mới chơi có thể xem tham khảo mọi người nhé. Đấy là những cái mình chăm sóc hàng ngày của những con chim mồi của mình. Mình thì chơi mồi thì mình chỉ biết là mình chăm sóc như vậy, thì mình chia sẻ lên cho anh em thôi. Một vấn đề nữa anh em ạ, thì mọi người cứ thắc mắc là trong quá trình thay lông ấy, thì có nên tắm cho chim hay không. Thì mọi người sau khi quan sát thấy nó thay khoảng độ 60-70% thì tầm 4-5 ngày thì anh em vẫn phải tắm cho nó một ngày một lần anh em nhé. Cứ tầm cách 5-6 buổi là anh em tắm một lần, và để ở trên những nơi mà nó có nắng nhẹ thôi anh em ạ. Đấy, đừng có để chỗ nắng gắt hoặc là như nào để cho nó lông nó mướt, nó sạch sẽ thì lông nó mới khỏe được mọi người ạ. Đó, đó là những cái thắc mắc nhỏ mà anh em hôm nay mình có cái chia sẻ lên để anh em có thể tham khảo mọi người nhá. Và đặc biệt ấy, thì cái quá trình thay lông ấy, thì mình cảm thấy là nếu mà những cái hôm mà trời mưa độ ẩm cao ấy, thì con chim nó có vẻ nó thay nhanh hơn anh em ạ. Chính vì cái lý do đó mà ở trong đáy lồng thì mọi người anh em đi trước ấy, thường thường hay bỏ một chút vỏ bưởi hoặc vỏ cam hoặc vỏ quýt để cho nó có nhiều cái độ ẩm thì con chim nó sẽ trút lông nhanh hơn. Đó là mình theo mình nghĩ là kinh nghiệm là như vậy thôi, chứ còn thì mình cứ chia sẻ lên, anh em mà thử nghiệm mà thành công thì có thể thì cũng là cái hay mọi người nhá. Đấy. Thì mọi người cứ hỏi là khoảng bao nhiêu lâu thì con chim chú chim chào mào nó sẽ thay lông xong, thì chia sẻ với mọi người là thông thường nó sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tháng anh em nhá. Tùy từng điều kiện và cái cơ địa của chú chim anh em nuôi trong lồng, bởi vì nó sẽ khác một chút xíu so với ngoài tự nhiên. Ngoài tự nhiên nó sẽ thay, có
có thể nó thay lớp nọ đến lớp kia. Đấy, đấy là cái cơ bản để nó thay lông ở ở ngoài tự nhiên. Còn trong lồng có những các bạn nuôi thay lông, nó chút một cái có thể là nó gần như là hết 70% luôn anh em ạ. Nhưng mà cách tốt nhất là nó sẽ thay từng lớp một, tức là lớp nọ thay lớp kia mọc là cách tốt nhất anh em nhé. Thì hôm nay cũng lâu lâu 2-3 hôm nay rồi thì cũng chia sẻ với anh em lên để mà có thể anh em mới chơi có thể xem tham khảo nhé anh em nhé. Và cái con chim S4 này của mình thì mình cũng cho nó hot nốt hôm nay thôi anh em ạ. Bởi vì nó cũng bắt đầu nó chút lông mạnh mạnh rồi thì mình sẽ không đem đi rượt và để cho nó ở suốt trong cái quá trình nó tập trung nó thay lông anh em nhé. Thì cũng chia sẻ với mọi người là trong quá trình chim thay lông các bạn không nên kè chim hoặc đem đi chim đi bẫy hoặc đi thi đấu nữa. Đó, đó thì để nó khi nào em mọi người đừng có sót ruột, để nó thay xong đã thì anh em cho đi để nó có thể có cái bộ lông khỏe thì sau này nó mới phát huy hết cái khả năng của nó được anh em nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây và hẹn mọi người những clip về chim cảnh tiếp theo của mình nhé. Đây lông lá cũng đã bắt đầu báo hiệu xuống lông rồi anh em ạ. Nhưng mà bản lĩnh của nó vẫn khá là tốt khi nó nghe thấy tiếng chim ngoài anh em ạ.